Hi, xin chào các bạn. Bây giờ thì Tài sẽ đón học sinh từ trường về nhà. Ở đây thì nó có một cái job đó là đưa đón học sinh từ nhà đến trường hoặc là từ trường về nhà. Là tại vì thỉnh thoảng thì cha mẹ của các em cũng bận đó, rồi cần một người để mà làm công việc đó. Thì bây giờ Tài sẽ đón một em từ trường về nhà. Mời các bạn xem cái hành trình đó có nó như thế nào ha. Ok các bạn, gặp gặp cháu rồi các bạn ơi. Chú là YouTuber cho nên là xin phép con chú được quay video ha. Thì lấy tiếng của con thôi, không lấy hình. Tại vì nếu con ngại thì lấy tiếng của con đi ha. Con biết đường về nhà không? Con chỉ giúp chú được không hay là sao? Chú, tại vì chú đang quay cái này thì không có mẫu map được. Ra đây quẹo trái đúng không con? Ủa là vô mùa học chính thức rồi hả con? Dạ. Ờ, là một... Không phải hả? Turn left. Là vô mùa four đúng không? Dạ. Chú tuần sau chú mới đi học. Để chú lên ở trên đây cho con dẹo xuống. Dạ. Ở đây đi hả? Dạ. Không, chị con trả tiền rồi. Rồi, cảm ơn con. Hẹn dạ. hẹn con thứ sáu ha. Dạ. Chào con. Dạ. Bye bye con. Trước khi chia tay thì Tài có hỏi cháu nó là con có quên cái gì không? Cháu nó rờ rờ trong túi nói là cái điện thoại con đâu rồi chú. Là mình cũng quen mang các bạn. Tại vì cháu nó còn nhỏ đó, rồi nhiều khi nó bỏ trong cái ba lô rồi nó quên. Cháu còn nhỏ, mình là người lớn thì mình hiểu chuyện thì mình biết á, cái mình gọi cho cái điện thoại đó đó thì nó đổ chuông thôi, chuyện nhỏ mà. Ta thấy cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó là mình, cái cách mình giải quyết vấn đề nó văn minh và lịch sự. Mọi chuyện trong cuộc sống này dù lớn dù nhỏ thì cũng là đều một sự an bài nha các bạn. Chở học sinh mà nói triết lý quá. À đúng rồi, chở học sinh là chở tương lai của đất nước là phải nói chuyện triết lý chứ. Thôi, chắc là Tài sẽ kết thúc video clip ở đây. Thì thứ sáu Tài lại đón em này một lần nữa. Rồi thứ sáu thì chắc Tài không muốn quay đâu, tại vì hôm nay Tài quay để cho các bạn hình dung là cái chớp như thế nào. Thực ra nó cũng không có cái gì, không có gì hết, chỉ là một cái đoạn đường từ từ trường về nhà như vậy thôi, thì quay lại cho các bạn thấy thôi chứ cũng chẳng có gì. Rồi chia sẻ một vài điều ở nước Mỹ này. Cái công việc của Tài là Uber thì đưa đón khách, đưa đón từ từ sân bay về cái khu Nam Cali, hoặc là ngược lại đưa khách từ Nam Cali đến sân bay, rồi đưa đón học sinh. Tất cả những công việc gì mà nó liên quan đến chạy xe mà mình có thể làm được kiếm tiền thì mình làm. Rồi cũng may mắn là gặp được khách là những người họ rất là dễ thương đó, nó là như vậy. Thì bên đây thì cái gì mình làm được mà kiếm được tiền để trang trải cho cuộc sống thì mình làm thôi các bạn. Nó không có, mình không có cần suy nghĩ quá nhiều là công việc này nó thấp hèn cao thấp như thế nào hết, mà ta nghĩ ở đâu cũng vậy. Mình làm bằng chính cái công sức, sức lao động của mình, thì đó là cái điều quý trong cuộc sống này. Mình sống mình phải lao động các bạn. Bây giờ mình có 5-10 triệu đô ở trong tài khoản cũng phải lao động. Lao động để mình tìm được cái niềm vui trong khi mình lao động. Cho dù công việc đó nó vất vả, nó nặng nhọc khuôn vác, hoặc là đứng ngoài
làm cho mình có một cái mục đích trong cuộc sống. Ok, một vài chia sẻ với các bạn như vậy ha. Bây giờ thì Tài sẽ tắt và kéo cái Uber lên để mình để chạy tới khuya. Cảm ơn các bạn đã xem clip này ha, để các bạn hiểu hơn về một khía cạnh khác của những người Việt tại Mỹ. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo ha. Xin chào, bye bye.